trong đêm qua bão số 1 đã mạnh lên cấp 10 và sẽ còn mạnh thêm trong ngày hôm nay dự báo đến 7 giờ ngày mai thì bão sẽ đạt cường độ cấp 11 giật cấp 14 tâm bão khi đó sẽ nằm trên vùng biển phía đông bắc của đảo Hải Nam Trung Quốc. Sau đó thì cường độ của bão sẽ giảm dần và đi vào phía Nam Trung Quốc. Dự báo vào lúc 7 giờ ngày 3 tháng 7, cường độ bão ở cấp 8 và cách đất liền Quảng Ninh khoảng 150 km về phía đông đông bắc. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục giữ nguyên hướng di chuyển theo hướng Tây Bắc và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là vùng thấp. Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong vòng 24 giờ tới là phía Bắc vĩ tuyến 16 độ vị Bắc, từ kinh tuyến 108,5 đến 100 16 độ Kinh Đông. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình cần đề phòng sóng lớn kết hợp với chiều cường, gây ngập úng ở vùng trũng thấp.